Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, cao nguyên Golan là lãnh thổ của đất nước các bạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy khi công bố quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, vùng đất thuộc chủ quyền của Syria từ năm 1944, thế nhưng mà bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các nhà phân tích đã cho rằng là quyết định này của ông Trump là nhằm giúp cho ông Benjamin Netanyahu một tay trong chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử của Israel diễn ra vào ngày 9 tháng 4 tới. Và quyết định của ông Trump đã bị các lãnh đạo thế giới đánh giá, lên án là ông đã cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Và thực hư các vấn đề này như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại với chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế, nhà báo Danh Đức. Chào cô, kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, xin được kính chào nhà báo Danh Đức cũng như là cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và thưa nhà báo, thưa quý khán giả, trước khi chúng ta đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại khoảnh khắc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thêm động thái gây tranh cãi khi ông công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Động thái này cũng là dấu chấm hết cho chính sách của Mỹ đối với khu vực sau nhiều thập kỷ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt khi ông Trump ký sắc lệnh. Israel chiếm được cao nguyên Golan vào năm 1967 và sắp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981 trong một động thái không được quốc tế công nhận. Syria nói rằng quyết định của ông Trump là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền của nước này. Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng của cao nguyên Golan vẫn không thay đổi. Tuy nhiên ông Trump dường như không bị lay chuyển bởi những lời chỉ trích. Today I am taking historic action to promote Israel's ability to defend itself. Hôm nay tôi thực hiện hành động lịch sử để thúc đẩy khả năng tự bảo vệ của Israel. Trong giây lát nữa, tôi sẽ ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Nhà nước Israel giành quyền kiểm soát cao nguyên Golan năm 1967 nhằm tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Đương nhiên, tuyên bố của ông Trump được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh. Quyết định của ông đã công nhận chủ quyền của Israel trên cao nguyên Golan lịch sử. Sự công nhận của ông là một hành động mang hai ý nghĩa lịch sử. Thứ nhất là chứng tỏ Israel đã giành được cao nguyên Golan trong một cuộc chiến tranh tự vệ chính đáng, và ý nghĩa thứ hai là sự thừa nhận người Do Thái có cội nguồn từ Golan. Vâng, thưa nhà báo, dù là được hoan nghênh hay là bị chỉ trích thì rõ ràng là quyết định của ông Trump đối với cao nguyên Golan cũng mang tính lịch sử. Vậy thì Golan là vùng đất như thế nào vậy ạ? Thì bây giờ rõ ràng chúng ta thấy cái vấn đề nằm ở đây, mà suốt từ 1946 tới giờ trong khu vực này, nó là một cái vùng mà của những cái xung đột. Thì chúng ta thấy như thế này, trong cái diễn văn mà của ông Thủ tướng Netanyahu được người khác đọc dùm cho ông ở cái diễn đàn APEC. APEC tức là cái tổ chức mà hiệp hội mà lobby cho cái Do Thái ở tại Mỹ, tức là hiệp hội Mỹ và Israel. Thì trong cái bài diễn văn ông có nói như thế này: nếu mà lên đến tới cao nguyên Golan này đó mà lấy cái cuốc, cây cuốc ra bổ một nhát là sẽ đào lên thấy những cái giáo đường Do Thái thật lịch sử. Đó là cái nguồn gốc lịch sử của chúng tôi. Thì đó, điều đó mình khẳng định, không ai chối bỏ điều đó, thì nó là cái chuyện có thật. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, cái điều nó có thật, cái cao nguyên này nó có thật cho tới năm 636 sau công nguyên. Thì cái nhà lúc này là cái người Ả Rập đã chiếm được cái này rồi. Thì lúc đó thì không còn là cái gọi là của Do Thái nữa. Thì chúng ta thấy rồi, chết xong nữa. Tới thế kỷ thứ 16, cái đế quốc mà Ottoman, tức là cũng của cái người Ả Rập đó, thì lúc đó họ chinh phục cái này. Thì chúng ta thấy là đã chấm dứt cái thời kỳ mà hồi nãy ông Netanyahu nói là chúng tôi có cái nguồn gốc lịch sử đây. Rồi sau đó thì tới đầu thế kỷ 20, năm 1918, thì giao cái vùng đất, nguyên cái vùng đất này từ lúc cho Pháp quản lý. Thì tới năm 1946 thì Pháp thôi, xong rồi thôi, giao lại cho anh. Thì giao lại cho ai đây? Lúc đó là giao lại cho Cộng hòa Syria vừa mới độc lập.
Thì chúng ta thấy bên nào cũng có cái nói rằng là tôi có cái quyền thẩm lịch sử. Như vậy rõ ràng từ năm 1946 như ông nói là đã thuộc về Syria. Vậy thì những cái điều gì đã xảy ra từ những năm 1960 mà khiến cho cao nguyên Golan trở thành của người Israel ạ? Chúng ta nhìn lên cái bản đồ chúng ta sẽ thấy cái tình hình. Israel nó nằm ở đây. Jordan nằm ở đây. Đây là Ai Cập. Đây là Ả Rập Saudi. Thì trong những năm khi mà chia cái nhà nước Israel vào năm 1948 thành lập, thì tất cả những cái nước Ả Rập chung quanh này không có hài lòng, không chấp nhận tại sao có mấy ông này từ đâu về đây rồi thành lập cái nước ở đây, thành ra họ cứ hùng hạt nhau hoài. Mà chúng ta nhìn ở đây, Israel họ có một cái mặt bên kia là đi ra Địa Trung Hải, còn cái mặt phía dưới của họ là cái vịnh Aqaba này. Chúng ta thấy nè, bên phía Jordan là cái thành phố Aqaba, còn bên phía Israel là thành phố Eilat. Thì chúng thấy đây là cái đường duy nhất của Israel đi xuống cái biển đỏ. Còn cái phía Địa Trung Hải thì khác rồi, thì phải đi qua kinh đào Suez. Chúng thấy như thế này, năm 1956 đã có một cái cuộc chiến tranh thực sự đó giữa Israel và Ai Cập ở cái vùng năm cái năm 56. Thì lúc đó là làm sao? Lúc đó là bởi vì Ai Cập, lúc đó là ông tổng thống Ai Cập tên là ông Nasser. Cái đây là một cái chuyện nó có chút xíu gián điệp, nó cũng ly kỳ lắm đó. Con rể ông này, ông mới vì một lý do nào đó, ông là gián điệp hai ba mang ở trong chỗ này. Như thế này, ông mới được nhét cho một cái tin rằng là quân đội Israel sáng hôm đó sẽ dàn quân ở đây, sẽ đánh như thế vào bên Ai Cập. Thế thì ông tổng thống, tức là ông Nasser, tức là ông bố vợ ông đó, tin ông hết sức, ông mới dàn quân qua. Rồi ông mới ra cái lệnh, mấy anh tính đánh tôi phải không? Rồi tôi siết anh lại, tôi cấm tàu bè anh chui vô trong cái vịnh này. Phong tỏa cái vịnh Aqaba. Thế thì rồi, đó là chuyện năm 56, một cuộc chiến tranh. Tới cái năm 1000 mà chúng ta nói rằng cái chuyện sau này, năm 1967, lại tiếp tục cái vậy, một cái chuyện như vậy. Ông Nasser ông mới nói rằng lại phong tỏa cái này. Và khi mà ông này ông phong tỏa thì tuy nhiên chặn cái con đường sinh tử của Israel, thì Israel đánh một trận 6 ngày đánh tan quân đội Ai Cập, quýnh tan quân đội sau đi vô quân quýnh tan quân đội Syria. Thì cái đó là cái bởi thế mới từ đó cái kết cái hậu quả của cuộc chiến tranh 6 ngày mà của Ai Cập và Syria là hai nước chủ mưu, là Israel giành được cái cao nguyên Golan. Như vậy thì chắc là cái cao nguyên Golan này nó cũng phải là có mang một cái vị trí mang tầm chiến lược rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ nhìn thấy, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề. Với thời gian, tức là sau cái cuộc chiến tranh 1967, chúng ta thấy đây, đây là Liban, đây là Syria, đây là khúc dưới này là Jordan, khúc dưới này nữa là Israel và Jordan. Thì mình thấy cái cao nguyên Golan này hết thảy nó là 1.800 cây số vuông. Thế thì năm 67 quân đội Israel đã giành chiếm được 1.200 km vuông. Chúng ta thấy 600 là còn lại của bên Syria. Mà chúng ta thấy như thế này nha. Thứ nhất, nếu đo cái khoảng cách từ đây mà đi tới thủ đô Damascus của Syria chỉ 60 cây số thôi. 60 cây số, nó xin lỗi, chưa tới nửa ngày chạy xe tăng. Thì đó là cái điểm quan trọng chiến lược vô cùng tận, cả cho Syria là cái nước bây giờ bị mất và cho Israel là cái người đang chiếm. Thành ra cái bởi thế Liên Hợp Quốc mới phải đổ quân vô đây để làm cái lực lượng gìn giữ hòa bình. Điểm thứ hai nữa, tại sao tôi lại nói rằng dễ dàng chỉ trong nửa ngày thôi? Thì đây là mọi như nãy người ta nói đây là cái cao nguyên. Thế thì ở cái vị trí cao nguyên này, thì trên này Israel có khoảng 30 cái doanh trại. Không cần xây cái tháp đâu, từ trên này cao quá rồi. Là từ 30 cái doanh trại này thì quân đội Israel có thể nhìn thấy hết tất cả mọi động tĩnh bên phía Syria. Anh chuyển quân tới đâu tôi thấy. Chỗ nào anh làm gì bên đó tôi cũng thấy. Tôi có coi mấy cái mốc sự mà về cái này. Đó là bên trên kia người ta khỏi cần giác không dòm nữa, cứ đứng dây coi.
Thế thì chúng ta thấy rằng với cái vị thế chiến lược như vậy là người Syria rất là khó chịu. Rồi điểm thứ một cái điểm này quan trọng nữa. Israel sử dụng 1/3 số nước để mà sinh hoạt, tắm rửa, ăn uống là từ cái nguồn nước từ cao nguyên Golan. Thành ra cái chỗ này là bây giờ nói rằng Israel nói thôi mình bỏ gì. Chúng ta nhớ rằng có những lúc mà với một thời tổng thống khác ở bên Mỹ thì có một thời năm ví dụ năm 1999, ông thủ tướng Israel lúc đó là ông Ehud Barak, ông cũng đã muốn trả. Lúc đó tôi vì chính quyền Washington thôi. Cái thời đó người ta muốn hòa bình ở đây. Cái kế hoạch hòa bình của thời đó khác kế hoạch hòa bình bây giờ của ông Trump. Thì lúc đó ông Ehud Barak, ông đó cũng sẵn sàng trả. Nhưng mà mới sau đó thì bị thất đổ vỡ. Thành ra chúng thấy rằng cái này là một điểm rất là chiến lược. Mà đối với người Israel, giờ càng ngày họ còn thấy rằng thôi làm sao mình trả lại cho người ta được. Nếu mình trả thì mình chết. Từ trên này người ta bổ nhào xuống mình thì mình chết. Mà từ trên này người ta khóa cái nguồn nước mình cũng chết. Thành ra hai bên đang rất là căng ở chỗ này. Cái vị trí chiến lược của Golan là như vậy. Dạ, rõ ràng là có rất là nhiều lý do khiến cho cái cao nguyên Golan này là một cái chỗ mà có cái tầm chiến lược rất là quan trọng. Thế nhưng mà ông Trump thì có tính toán gì không khi mà công nhận cái chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan ạ? Bây giờ chúng ta thấy có một cái câu chuyện mà song song với những cái ngày tháng mà ông Trump công nhận và ông Netanyahu, thôi bây giờ cái sự công nhận đó xứng đáng một cuộc vỗ tay cảm ơn. Thì chúng báo chí không có thấy nói tới cái chuyện rằng ông con rể của ông Donald Trump đang làm cái gì ở nguyên cái khu vực Trung Đông. À. Ông đi qua, thậm chí ông đi một vòng tất cả những nước này. Và chúng ta trở lại cái câu chuyện này nó rất lý thú. Là nếu năm 1967, như tôi nói hồi nãy, Ai Cập là kẻ thù lớn nhất của Israel, Syria là kẻ thù lớn thứ nhì, rồi Jordani tức là cũng trong cái liên quân chống Israel, thì tình hình bây giờ nó lại khác. Từ sau đó 1997, khi ông Nasser bị chết thì ông Sadat lên ngôi, thì lúc đó ông Sadat lập tức chuyển hướng, thôi bây giờ tôi không chiến tranh nữa, tôi ký kết hòa bình với Israel. Và từ đó Ai Cập là bạn của Israel. Và từ đó Jordan cũng là bạn của Israel. Và từ đó Ả Rập Saudi, tất cả những nước Ả Rập hay là Hồi giáo này, thôi quê, thậm chí đồng minh. Nhưng mà chỉ còn có mình ông Syria. Thì ông Syria ông lại dính mắt với lại Iran và với Nga. Thì cái chuyện này mình sẽ nói sao. Thành ra chúng thấy cái vấn đề là song song với đó, với cái chuyện mà tuyên bố độc cái chủ quyền của Golan cho Israel, thì con rể ông Trump, tức là mình phải nói là cố vấn cao cấp của, chứ không phải là một người nhà buôn nữa, và qua để bàn về một cái kế hoạch hòa bình mới. Thì cái kế hoạch hòa bình đó họ chưa có tiết lộ, thì chúng ta đang chờ đợi xem cái điều gì xảy ra. Thành ra không, cái chuyện ý của ông Trump này, ông cũng người một con người rất là nhiều, người ta nói có nhiều cái thùy não á. Mà chắc ông này ông hơn người ta một cái thùy não về những cái mưu tính đó. Thì ông Trump thì là nghĩ như vậy. Thế nhưng mà các thời tổng thống trước của Mỹ thì có ai có đồng quan điểm với lại ông Trump không ạ? Không, cái người tiền nhiệm của ông Trump, những người chứ không phải một người, ông Bush con và rồi ông Clinton, thì không ai nghĩ rằng là nói rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ tuyên bố đây là chủ quyền của Israel. Cũng như vấn đề thứ hai, đây không phải là cái món quà đầu tiên mà của ông Trump đối với Israel. Món quà thứ nhất là cuối là năm 2017 là làm sao công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Món quà thứ nhì là sau đó chuyển cái tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đi về Jerusalem, và bây giờ là thôi công nhận chủ quyền luôn cái Golan. Tức là chỉ có ông Trump mới có ba món quà mà quá thân thiện với Israel như thế. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về phản ứng của Syria và Iran trước cái quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump ? Thì chúng ta thấy rằng tất cả những phản ứng đó là phải nói rằng nó xin lỗi chỉ bằng mồm. Và ngay phía những người bị thiệt thòi nhất, xin lỗi là Syria.
cũng chỉ có một cái phản ứng ra bằng mồm. Rồi thí dụ như là mới đây nhất thì ông ngoại trưởng Syria, ông Walid Muammar, mới hôm thứ năm vừa rồi ông nói rằng như thế này: Syria sẽ giải phóng cái Golan bằng mọi cách và mọi cái chọn lựa nay đang đặt trên bàn. Giờ chúng ta thử phân tích cái câu ông ta nói sẽ giải phóng bằng Golan bằng mọi cách, thì có cách nào? Cách quân sự, cách chiến tranh du kích, cách đàm phán cũng là một cách vậy. Rồi bây giờ mọi cái chọn lựa nay đang đặt trên bàn, thì câu này nó cũng lấp lửng lắm. Chọn lựa nào? Chọn lựa chiến tranh, chọn lựa đánh ngầm, hay là chọn lựa đàm phán? Thì cái chuyện đó chúng ta nó tóm lại nó vẫn như cũ, thành ra bất quá phản ứng bằng mồm. Thì đó là cái phản ứng về phía Syria. Từ sao Syria giờ chúng ta phải nhìn kỹ, Syria bây giờ giải phóng gần hết cái lãnh thổ của mình rồi. Thế thì bây giờ vấn đề là sao? Thứ nhất, ông tổng thống Assad của Syria phải bình định lại đất nước của mình. Bình định đó là sao? Còn chỗ nào kháng cự lớn nhỏ thì mình giải tán. Rồi thứ hai, nhiệm vụ thứ hai của tổng thống Syria là gì? Ông phải hồi hương được dân ông. Bây giờ hồi hương làm sao? Mấy triệu người trên thế giới, mà ngay cả bên mấy triệu người bên Thổ Nhĩ Kỳ, thứ nhất những người đó có muốn gì, hay là có dám về hay không, có thích hay là có thích về hay không, hay là thích ở lại rồi xin đi tị nạn ở đâu đó. Thế thì cái tình hình của Syria nó đang là rất là phức tạp, rồi muốn mà đón về, hay là bây giờ vấn đề thứ ba nữa là tái thiết, xin lỗi, tiền đâu tái thiết. Bây giờ nói rằng bây giờ Syria đã giành lại lãnh thổ, nhưng mà mít lòng những cái nước mà trước giờ chống lại ông Assad. Bây giờ tiền đâu mà làm sao hy vọng họ cung cấp tiền cho mình tái thiết. Còn ông Nga thì khả năng của ông cũng có chừng mực thôi. Khả năng tài chính ông cũng có chừng mực. Thành ra bây giờ Syria cũng không dám. Ông này ông nói chúng tôi sẽ giải phóng, thì chúng ta cứ nhìn kỹ cái mệnh đề của ông. Đây là cái thể thì tương lai. Mà thì tương lai thì không biết là ngày nào, tháng nào hay năm nào. Trước những cái điều kiện ngặt nghèo thực tế kia. Đó là phản ứng của Syria. Còn phản ứng của Iran, giờ chúng ta nhìn kỹ, đây là một thực tế. Iran nằm trên này. Và từ Iran từ 1989 cho tới giờ khi đổi qua chế độ mà Hồi giáo, đã tuyên bố là sẽ sang phẳng bình định cái Israel, không thừa nhận cái dân tộc, cái quốc gia này. Nhưng mà bây giờ Iran như thế đánh nhau thì đánh không tới. Thế thì bèn từ sau cái 2013 khi mà nổ ra cái nội chiến ở Syria, thì Iran bèn cử một số gọi là tình nguyện viên, không phải là quân đội, dân tình nguyện thôi, qua làm gì? Qua để mà huấn luyện cho một số người Syria thích họ. Thì trong dân tộc Syria là một cái cộng đồng nhiều sắc, nhiều dân tộc, thì trong đó có những cái nhóm mà gọi là, người ta gọi là sau này gọi là Hezbollah, thì đó là một cái phái Hồi giáo mà rất là trung thành với cái trường phái Shiite của Iran. Thế thì họ ngã theo Iran, và như thế những cái người tình nguyện viên Iran đó bèn đào tạo, bèn huấn luyện cho những cái người đó. Hoặc là, nhưng mà chừng đó cũng chưa đủ nữa, thì cái tiếng gọi của các Hồi giáo Shiite đó nó lan qua tới Afghanistan, nó lan qua tới Pakistan. Thế thì tất cả những cái người nào mà theo cái phái đó và cảm thấy đây là cái nghĩa vụ thiêng liêng của tôi thì tham gia. Thế thì chúng ta thấy rằng đó là lâu lâu chúng ta mới thấy rằng tại sao Israel đâu có khùng đâu mà bắn tên lửa hay là cho máy bay vượt cái dòng canh chừng của tên lửa S-300 của Syria rồi S-400 của Nga để mà tấn công gì? Tấn công những cái kho vũ khí của Iran. Thì tự vì anh ở đó mà tôi vệ tinh tôi nó phát hiện ra anh ở đó, rồi điệp viên nằm vùng của tôi nó cũng xác thực là anh ở đó. Thế thì tôi cho tên lửa phóng tới. Thế thì vấn đề Iran bây giờ mở một cuộc chiến thì ngoài tầm với. Thành ra Iran cũng vấn đề sẽ là gì? Sẽ tiếp tục thúc đẩy những cái phái du kích kia. Và có thể là chúng ta thấy rằng
cái vấn đề có thể thúc đẩy, mà cái điều này Israel rất sợ, và những cái người Hồi giáo cùng Shiite đó ở bên phía dải Gaza. Như chúng ta thấy rằng cái ngày Chủ nhật mà buộc lòng mà ông Netanyahu ông phải tuyên bố thôi tôi phải về nước gấp, làm sao bên dải Gaza bắn qua những cái gọi là cái rocket thôi. Nhưng mà như thế là người Israel khi họ trúng một quả rocket là cái trách nhiệm tới tận ông thủ tướng. Thành ra nhiệm vụ ông thủ tướng nhất là gần tới ngày bỏ phiếu rồi. Nhiệm vụ ông thủ tướng trước mắt là gì? Đừng để một quả rocket nào bắn lọt vô cái hàng rào, gọi là hàng rào thép phòng không của mình. Thì đó là cái chuyện mà giữa cái chuyện mà Iran có thể phản ứng. Dạ vâng, có một cái quốc gia mà nhà báo có đề cập tới đó là nước Nga. Vậy thì nước Nga có đóng cái vai trò gì trong cái bàn cờ cao nguyên Golan không ạ? Chúng ta thấy trở lại, cái đấy là câu hỏi mà câu trả lời nó rất là phải là lịch sử. Những cái cuộc chiến mà thí dụ như 1967, giữa chừng đó nước, Ai Cập, Jordan, Israel, Syria, và đó là ba nước chính đó. Và những nước khác như là sao? Nó xin lỗi cái thời đó, là cái thời mà còn thế giới còn chia ra hai phe. Một bên là xã hội chủ nghĩa, một bên là tư bản. Thế là Israel là thuộc bên tư bản, còn mấy bên này là thân với bên xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nhớ rằng, phải nhớ rằng, Ai Cập lúc đó là rất thân với Liên Xô. Và Liên Xô qua đây xây một cái đập thủy điện mà gọi là lớn nhất thế giới lúc đó là nằm tại đây. Đó là một cái thí dụ như vậy. Thế thì cái cuộc chiến tranh đầu năm 67 hồi nãy mà chúng ta đề cập tới là cũng có cái sự hà hơi nào đó của bên Liên Xô, cũng như là Israel ở đó là cũng được hà hơi bởi phía bên Mỹ. Đây là cái chuyện đấu hai cái những cái xứ này người ta gọi là proxy, tức là những cái tay sai mà của những cái đàn anh trên kia giật cái sợi dây thôi. Thì cho tới sau này cũng thế, chúng ta thấy rằng trong hiện tình bây giờ nói rằng Syria, ông Assad là ông dựa vào ông Nga. Và ông Nga muốn sử dụng Syria để làm cái gì đó, tất cả những cái chương trình trước chúng ta đã nói rồi. Thì chúng ta thấy Israel thì ngược lại là dựa vào Mỹ. Bây giờ ông Trump ông muốn cái gì hơn nữa thì Israel cũng phải em chiều. Thì chúng ta thấy Nga đang phải có những cái quyền lợi nào đó. Bây giờ chúng ta thấy, nhưng mà như tôi nói hồi nãy, tất cả những cái phản kháng, xin lỗi chữ này nó thô lắm, là bằng mồm. Tự nhiên người ta đang trù tính một cái gì đó. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ, ông Ngoại trưởng Nga Lavrov, ông hiện cũng đang chu du những nước này để mà ông đang chu du đó, tức là ông đang gặp ngày mùng 5 cho tới mùng 7, tức là vừa mới qua đó, là ông gặp một hơi ba nước ở đây, từ Ai Cập cho tới Jordan vân vân. Để làm chi? Để ông họp bàn rằng thôi bây giờ cái Liên đoàn Ả Rập này mình sẽ phải tổ chức một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh để bàn về vấn đề này. Mà cái người ta dự trù rằng là sẽ vào tháng 10. Nhưng mà có một cái chi tiết mà rất là hay ho. Liên đoàn Ả Rập họp cái hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 ở đâu? Không. Dưới cái trướng của ông Ai Cập. Tại vì lúc này Ai Cập đang là chủ tịch luân phiên của cái Liên đoàn Ả Rập. Nhưng mà thay vì ở tại Cairo, tại Ai Cập, thì họp ở đâu? Xin lỗi, họp ở Sochi. Ở tận trên kia gọi là cái của Nga. Đó, cái gì kỳ vậy? Liên đoàn Ả Rập không họp ở cái đất mà đặng thì là Ai Cập đang là chủ tịch đương thì. Họp ở Sochi. Thế nên chúng thấy rằng đây lại là một cái cuộc chơi. Vậy thì có còn cái lý do nào khác để mà ông Trump đưa ra quyết định này hay không? Liệu là nó có liên quan đến cái cuộc bầu cử sắp tới ở Israel không ạ? Thì tôi nghĩ chắc chắn rồi. Để chúng ta thấy. Còn có mấy ngày nữa là bầu cử. 9 tháng 4. 2 ngày nữa. Thì sao? Không thể nào ông Netanyahu thất cử. Cũng như tao nói hồi nãy, không thể nào từ đây
từ 1-2 tuần qua cho tới ngày 9 tháng 4 ngày kia kìa, mà một cái rocket nào từ dải Gaza lọt vô được Israel. Và thứ hai, không thể nào ai nói tới cái chuyện ông Netanyahu có nhám nhúa một số tiền khoản, người ta ước lượng khoảng 3,5 triệu đô la hay không. Nói xin lỗi, mấy xứ này nó cũng hơi nghiêm nhặt về gọi là kiểm toán. Thành ra nếu mà có tham nhũng cỡ cấp thủ tướng cũng giỏi lắm, 2-3 triệu chứ không phải 2-3 triệu, 2-3 tỷ đâu. Thế thì ông đang bị, mấy tháng nay ông đã bị điều tra vụ đó rồi. Thế thì làm sao mà phải cho ông vì một cái chuyện đối ngoại nó giật gân như thế nào đó để người ta thôi, ông có lỗi thì thôi kệ ông, nhưng mà ông đang giữ cái kia cho mình. À bây giờ tôi muốn nói tới cái điểm này. Mà tôi nghĩ đây là trong cái kế hoạch của sắp tới của phía Mỹ. Bây giờ đã tới lúc, cho tới chúng ta thấy từ 1967 khi mà Golan bị Do Thái gọi là quản lý như thế, bên Syria gọi là chiếm, thì chúng ta thấy rằng từ 67 tới hôm nay là bao nhiêu năm rồi, mà mới chỉ có 20.000 là con số tròn đó, người Do Thái đang sống ở trên một khu vực như thế. Một cái khu vực 1.200 cây số vuông này mà chỉ có 20.000 người, kể cả binh sĩ, sống ở đó. Đó là một cái dấu hỏi, ủa sao lãng phí vậy? Mà khi mà ta biết rằng về mặt địa chất, thổ nhưỡng, thì cái cao nguyên này nó rất là phong, rất là thuận lợi cho canh tác, cho nông nghiệp. Coi như giờ đang gọi là đồng quan để thả cù vân vân. Thì có những cái tin đồn nói rằng là bây giờ ông Netanyahu ông đang dự tính sẽ thiết lập những cái gọi là khu định cư mới của người Do Thái. Từ trong tay vấn đề đối với Israel là chỗ này, họ có một cái gánh nặng là họ phải đưa dân đi ra, cũng như hồi xưa ta nói đưa dân đi dùng kinh tế mới, nhưng mà đâu, họ đâu có đất đâu mà đưa. Thế thì vấn đề là nếu mà cứ đưa qua cái dải Gaza nữa thì không giải quyết được cái hòa bình với người Palestine. À bây giờ mình có thể đoán cái kế hoạch hòa bình của ông Trump mà cậu con rể đang đi vòng quanh khu này đang thương lượng đó. Là bây giờ thôi, theo tôi đoán nha, là Israel sẽ không tiếp tục thiết lập những cái trại định cư ở đây nữa. Gọi là trại định cư nhưng mà thiệt ra là xây nhà. Mà sẽ có một kế hoạch dự trù là 250.000 người Israel sẽ lên định cư ở cao nguyên Golan. Thì đó là những cái tin tức mà tôi mới nắm được trong tuần qua. Thì chúng ta thấy rằng cái Golan này sẽ còn nhiều chuyện, mà nó cũng thú vị đấy. Dạ vâng. À, tất nhiên là chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều lý do để dẫn đến cái quyết định của ông Trump. À, thế nhưng mà có lẽ là cái lý do mà để giúp ông Netanyahu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới là cái lý do mà cơ bản nhất. Và có một điều nữa mà chúng tôi nhận thấy, đó là sau khi ông Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan thì sau sự kiện này thì chúng ta không thấy có xảy ra các cuộc biểu tình như đã từng diễn ra khi mà Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trả lời cho thực tế này, nhà phân tích chính trị Ghassan Kadi gốc Syria nói với hãng tin Sputnik rằng Jerusalem là vấn đề khác. Theo ông Kadi, Jerusalem không chỉ được người Palestine coi là thủ đô mà nơi đây còn là một thánh địa Hồi giáo. Việc Mỹ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã dấy lên sự phản đối trên khắp thế giới Hồi giáo. Còn động thái của ông Trump đối với cao nguyên Golan mang tính biểu tượng nhiều hơn và không thay đổi bất cứ điều gì trên thực địa. Ông nhấn mạnh, cả Mỹ và Israel đều không có quyền hợp pháp hóa bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công bằng và đạo đức. Xuyên suốt lịch sử, các nước lớn hơn và mạnh hơn đã tự cho phép mình đi đối xử với những nước nhỏ hơn theo luật cá lớn nuốt cá bé. Điều này không khiến cho vấn đề trở nên hợp pháp. Sau khi Mỹ tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rất rõ ràng rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng tới tình trạng pháp lý của vùng lãnh thổ Syria vốn bị Israel xâm chiếm từ năm 1967. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh,
Chính sách của Liên Hiệp Quốc về Golan phản ánh trong những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và chính sách này không thay đổi. Nghị quyết mà ông Duterte nhắc tới là nghị quyết do Hội đồng Bảo an thông qua với sự nhất trí của cả 15 nước thành viên vào năm 1981, nêu rõ quyết định của Israel áp đặt luật pháp, quyền tài phán và quyền quản lý tại khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria là vô giá trị và không có hiệu lực pháp lý quốc tế. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cùng các nước Ả Rập và Liên minh châu Âu đều đã chỉ trích động thái của chính quyền Tổng thống Trump. Dạ vâng, như vậy là nhà phân tích Kadi đã chỉ ra được cái sự khác biệt giữa cao nguyên Golan và Jerusalem. Còn ông thì ông có cho rằng là sau cái quyết định về cao nguyên Golan thì chính quyền Tổng thống Trump sẽ có quyết định tương tự với bờ Tây không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là cậu con rể của ông Trump đang đi, gọi là trong cái ngôn ngữ báo chí người ta gọi là đang đi đêm ở những cái thủ đô xung quanh. Thì nãy có một cái giải pháp này tôi nói là giờ tôi nhẹ, Israel sẽ nhả không định cư tiếp tục ở dải Gaza. Thành ra đó là lý do mà tại sao mà hồi nãy cô nói với tôi rằng, cô ghi nhận với tôi rằng sau cái vụ này giờ không thấy ai ném đá, không có ai biểu tình chọi đá gì nữa. Có lẽ là đó là cái vấn đề đó. Người Palestine dải Gaza cảm thấy, hả, được, anh không vô xứ tôi nữa, thì thôi anh đi đâu thì anh đi. Anh đi qua phía anh Syria thì đó là cái quyền của anh. Mà đó là cái chuyện của Syria. Tại vì chúng ta thấy đó, ở đây có vấn đề dân tộc nhiều lắm nha. Tuy rằng, xin lỗi cái chuyện này, nếu mà đọc lại Kinh Thánh đó, thì thấy rằng họ, những người này họ không ưa nhau lắm đâu. Ví dụ người xứ Liban, cây sồi Liban là không ưa người xứ dưới này. Rồi thí dụ người Samaritan, rồi người Do Thái không ưa người kia, rồi người Palestine không ưa người nọ. Thành ra bây giờ dẫu rằng họ cùng trên cái máu cầm, có thể cầm cái lá cờ Ả Rập hay Hồi giáo gì nữa, nhưng mà trong cái gốc gác lịch sử của họ, họ cũng không có thích nhau lắm. Thành ra bây giờ Palestine nói rồi, thôi giờ mình hết cái gánh nặng, thôi cho anh kia anh giác cái gánh nặng giùm mình. Mà đó là một trong những lý do mà ông Netanyahu sẽ được thêm phiếu chắc chắn đó. Thì trừ như có chuyện bất ngờ xảy ra nữa. Nhưng mà thành ra chúng ta thấy rằng đó là cái vấn đề ở đây. Dạ vâng, bây giờ sẽ là một câu hỏi cuối cùng. Ông có cho rằng là cái quyết định trái với luật pháp quốc tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump có tạo tiền lệ xấu và mở ra cánh cửa cho quốc gia nào đó chiếm lấy lãnh thổ của một quốc gia khác hay không ạ? Bây giờ cái đó là một vấn đề mà trong cái Hội đồng Bảo an mà tôi nói trong cái cuộc họp ngày thứ tư tuần trước 5 giờ hai mấy tối kéo dài đúng 2 tiếng. Tất cả Hội đồng Bảo an trừ đại diện Mỹ là đều lên án. Mình phải rút cái bài học bên đây. Cái mang ra một cái gọi là cái gốc gác lịch sử của tôi để mà mang tranh luận cho cái hiện tại thì chưa hẳn đó là đang nắm cái chân lý đâu nhé. Tuy rằng tôi nói rằng Israel như ông Thủ tướng Netanyahu ông nói rằng cứ lên nó đi, xách cái cuốc ra đào là thấy cái dấu tích thành đền thờ của chúng tôi hồi đó. Đó là cái dấu tích lịch sử có thực. Nhưng mà có những nước khác cũng mang cái chuyện lịch sử ra. Ôi, ông bà tổ tiên tôi là ở đó. Hồi đó cũng chèo xuồng ra tới đó. Nhưng mà lấy cái cuốc ra không thấy cái gì hết. Trên bản đồ cũng không có. Thậm chí có một cuốn phim nào vô tình để cái bản đồ không đúng rồi cũng cấm chiếu cái cuốn phim đó. Thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà mang cái lịch sử ra cũng là nhiều cái ý đồ lắm mà nhiều cái ý đồ nó hợp, nhiều cái ý đồ nó không hợp. Thành ra đây là một cái chuyện, một cái tiền lệ đó. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Thưa nhà báo và thưa quý khán giả, rõ ràng là chúng ta thấy vấn đề cao nguyên Golan là một vấn đề rất là phức tạp và quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì càng làm cho vấn đề này trở nên khó khăn hơn. Bây giờ thì nước có can dự trực tiếp là Syria đang phải lo giải quyết hậu quả của cuộc xung đột kéo dài. Nhưng mà trong tương lai khi đất nước ổn định hơn, có lẽ cũng sẽ là lúc mà chính quyền Damas thực hiện tuyên bố giành lại khu vực này bằng mọi cách. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Kính chào quý vị khán giả.